trưởng bộ môn cờ ở Bộ Thể thao Việt Nam, trưởng phó chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Anh Thư, tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam, bà Phạm Thị Hải Yến, trưởng bộ phận tuyển dụng khối nhân sự FE Credit, đơn vị tài trợ chính của giải đấu. Ông Đỗ Hoàng Sơn, giám đốc công ty Long Bình. Ông Lê Viết Hồ, chủ tịch câu lạc bộ Chessman. Và ông Vũ Văn Nam, giám đốc học viện đào tạo công nghệ EduSTEM, đơn vị tài trợ cho giải đấu. Đến dự buổi tổng kết trao giải còn có các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên, các vị phụ huynh và đặc biệt là gần hơn 800 kỳ thủ đã tham gia thi đấu trong suốt một ngày hôm nay. Sau đây để